Có đứa cháu ở Sài Gòn trở lại Mô So thăm chiến trường xưa thời bom cài lửa đạn, đứng tại bia tưởng niệm Mô So ghi công các anh hùng liệt sĩ, các anh ra đi không trở về, đổ xương máu giành độc lập tự do, ngày hôm nay dân ta có cơm no áo ấm, nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Tôi cũng không biết nói gì hơn, thay mặt con cháu Sài Gòn ơn này xin hứa muôn vàng cảm đổi. Binh gia chiến sĩ chặn dông, bên trong bên ngoài, nón sắt, nón cối, nón tay bèo, dép gâu, quýt, lò xô, về đây đổ cho cháu ở Sài Gòn. Đi về, tay qua nặng khỏi mịn giỏi, mằng ăn phát đạt, có tiền có bạc. Viên chiến sĩ Mô So kỳ này, về Sài Gòn, mằng cái gì? Vào cái nơi! Về Sài Gòn kỳ này, mằng ăn, tiền vô đầy tủ. Về Sài Gòn kỳ này, hết bệnh. Không có bệnh. Mò xo đôi đá chạp trùng mênh mông, có cháu ở Sài Gòn viếng thăm chiến sĩ Mò xo, vô hang quân y dơi kêu gạo gịch trên đầu, lòng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Cháu ở Sài Gòn ơi, khi nào tham quan du lịch dùng căn cứ cách mạng ở Mô So, đừng quên các anh hùng chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng cho nước non. Nhà Mô So đẹp lắm cháu ơi, có hang nè, có núi nè, hố bom ngàn trùng. Mò xo bây giờ thay da đổi thịt, nhớ ơn liệt sĩ ngàn đời không quên. Dạ, con cảm ơn chú. Con cũng đại diện cho đoàn cảm ơn chú và bà con ở đây đã có chia sẻ về căn cứ Mò Xo. Cảm ơn chú về có những bài thơ cũng giống như là lời ca tiếng hát để ghi ơn những anh hùng liệt sĩ ở đây. Lần nữa con cảm ơn chú và bà con ở đây rất là nhiều nha chú. Chú có đôi lời nhắn gửi khách tham quan cả nước Việt Nam luôn ngoài Bắc, ở Sài Gòn các tỉnh các nơi, dồi dào sức khỏe, khi nào có tiền thì có dịp đi khu di tích lịch sử Mô So, các anh hùng liệt sĩ mấy ông độ cho mằng ăn được, không có bệnh hết bệnh. Khu di tích lịch sử Mô So nằm gì ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Xin hết. Xin chào, hẹn gặp lại. Vừa rồi thì chúng ta đã được chia sẻ của một chú ở ngay khu vực chân núi Đá Dựng nha cả nhà. Như là chú chia sẻ thì ở đây cũng có rất là nhiều hộ dân, họ cùng sinh sống ở đây rất là lâu. Họ cũng có kinh doanh và bằng việc là dẫn những người khách du lịch vào tham quan khu vực này, và họ cũng quản lý rồi gìn giữ cái di tích căn cứ Mô
Mô So, và để khai thác được những cái hang núi ở trong đây ngóc ngách sâu thì chúng mọi người phải chạy máy phát điện nha cả nhà. Như chú này thì chú chạy máy phát điện để cho khách tham quan, và ở đây thì cũng có rất là nhiều người để dẫn chúng ta vào tham quan. Ở đây chúng ta đi vòng vòng thì được, chúng ta không có được phép vào trong đây tham quan, và chi phí để chúng ta dắt một người vào đây thì mỗi ngọn núi thì cũng tầm khoảng 200-300 ngàn, và tùy theo cái mức độ chúng ta tham quan rồi chúng ta trải nghiệm thì chúng ta có thể đi trên những cái khu vực có thiết kế những cái cây cầu không bị ướt, rồi cũng sạch sẽ thoáng mát. Rồi có khu vực thì chúng ta muốn trải nghiệm thì chúng ta phải đi sâu vào bên trong, bên dưới lội vào những con cái hang, rồi trải nghiệm những rất là thú vị tùy theo cái khả năng của chúng ta, và chúng ta sẽ yêu cầu cái người dẫn đường, người hướng dẫn cho chúng ta nha. Ở đây thì Nam cũng đã đi gần hết các hang, trải nghiệm từ cái việc leo lên dốc rồi chui vào trong những cái hang, cái hốc. Có những chỗ chúng ta phải gần như là gặp sát người để chúng ta đi sâu vào bên trong đó cả nhà. Thực sự là với cái những cái địa hình như thế này thì cũng là một cái nơi mà trú ẩn cho các chiến sĩ thời xưa để tránh những đạn bom rồi những cái thế lực từ bên ngoài đó cả nhà. Hôm nay thì chúng ta được cô Hoa, một người dân sinh sống ở khu vực núi Mo So, Nam cũng đã liên hệ và được cô dẫn đường. Và với những người dân ở đây thì gần như họ rất là rành các khu vực cũng giống như hang núi rồi những cái địa hình hiểm trở. Và chúng ta thì đến đây du lịch chúng ta cũng không được tự ý vào bên trong được cả nhà. Chúng ta sẽ phải nhờ những người dân ở đây để mà dẫn chúng ta. Ngoài việc chúng ta đi nó sẽ an toàn hơn, chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị hơn và sẽ được cung cấp nhiều thông tin hơn. Nên quý anh chị đến đây thì trong những đoàn và cá nhân thì chúng ta cũng nên liên hệ những cô chú anh chị để chúng ta sẽ có một cái buổi trải nghiệm thật là thú vị nha cả nhà. Đây những cái này di tích của người ta nè. Cái này hồi xưa là ở trên nha, cái nó lâu quá cái nó bị gãy xuống nè. Mấy cái này là gãy. Cái này hồi xưa là quán ở đây nha. Cái quán ở đây nha, cái ông đó đó, ông đó quán ở đây nè, là gọi là mấy cái hang nha. Cái này gọi là mấy cái hang nha. Rồi nha, yeah. Nó đi cả ngày không hết luôn, nhưng mà này mình quay quay sơ sơ đi, mình đi vô hang máy đèn trước đi, thấy không? Nè, cái tảng đá này nè. Chưa làm quán đây nè. Chưa là bộ đội ở trong này nhóc chân. Lâu quá nè. Nè, lâu quá nó mẻ luôn, thấy không? Nó nói vậy đó, mà tự nó nè. Nó mẻ hên nó luôn chứ không có ai làm gì chân. Hai đứa bay đi theo tao hả? Rồi cái đi qua đây. Cái này nè, làm mình mà chịu khó mình đi là luồn vô trong luôn đó nha. Là cảnh đẹp dữ lắm. Mà đi đây lơm khơm không á hả? Khơm không à. Rồi, trở lại đi vô hang cái đi. Rồi ông đó đợi ông lại ông quay máy đèn nữa. Đi, đi chơi lại. Vô hang quay máy đèn. Và để chúng ta tham quan hết khu vực này chắc chúng ta phải đi hết cả một ngày. Và phải có sức khỏe tốt nha cả nhà, vì chúng ta phải lội trong những con suối trong đây rồi chúng ta lơm khơm ở dưới đây. Rất là mỏi lưng luôn nha. Thẳng, không thẳng, không thẳng. Rồi, bước đó đi. Thấy không? Đẹp lắm. Xuống.
xuống chút xíu đó. Ngách ra. Nó không mà trốn đây hả Dốc? Có quay không mà trốn đây rồi hả? Để kiếm mày mà trốn đây rồi hả Dốc? Bây giờ thì chúng ta sẽ theo chân cô Hoa đi tham quan cái khu vực khác của núi Mò So nhà cả nhà. Ở đây cũng có nhiều cái trải nghiệm cho chúng ta. Chúng ta có thể lội vào trong những cái hang động, rồi chúng ta có thể đi trên những cái lối đi được con người tạo nên. Và nhiều cái thú vị hơn ở đây chúng ta cùng khám phá tại núi Mò So nhà cả nhà. Về. Hai đứa này về. Ừ. Con đó chưa biết, con này đi hoài. Lội nước. Nó nói lội nước mà. Sao? Bây giờ thì chúng ta sẽ phải sang quần nè. À, chúng ta có thể đi chân đất hoặc là chúng ta mang giày, nhưng mà anh chia sẻ thì chúng ta nên mang giày hoặc là những đôi dép cho nó chắc chắn và đã bám một chút xíu vào cả nhà. Tại vào khu vực này thì chúng ta phải lội nước, có đoạn thì nếu mà không có người dẫn đường thì chúng ta có thể nước ngập tới bụng luôn cả nhà. Đó, nước rất là nhiều. Rồi, cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn một cái đôi giày như thế nào đó để chúng ta lội nước suốt cái đoạn đường này, phải cả cây số đó nha. Chúng ta luồn qua phía dưới những cái hang động như thế này. Rồi nước nó linh láng được cả nhà ơi. Đồng hành của chúng ta hôm nay thì có thêm một chú cún rất là dễ thương, đi theo suốt cái đoạn đường luôn. Mà em thấy nó thú vị khi là nó đi một đoạn thì nó thấy không có ai thì nó dừng lại, nó đợi cho cả nhà. Nó đi và nó có luôn luôn đi theo chân của Nam phía sau. Nhiều khi nó cũng mò mẫm, nó cũng sợ bị ngập nước đó, cho nên là nó đi theo chân của mình. Và có thêm một chú cún như thế này thì chúng ta cũng yên tâm hơn trong quá trình mà chúng ta đi vào trong cái hang động như thế này. Cả nhà thấy không? Một cái thiên nhiên rất là kỳ thú luôn. Gần như Nam thấy các cái đường, những cái lối đi trong đây nó làm cho cái núi nó bị rỗng ruột nha cả nhà. Những cái hang động như thế này, rồi nhũ thạch rất là nhiều. Chúng ta vào đây chúng ta thấy nhũ thạch để chúng ta không biết là hình thành như thế nào từ bên trên để xuống. Và những cái rễ cây này thì cả nhà thấy không, nó được ăn sâu từ trên ngọn núi, đi xuống đây thì cũng cả 1 đến 2 cây. Còn nó không được đây, nó rễ nó từ trên đó đi xuống đây và chúng ta nằm ở trong chân dấu ta đi hoài đó. Có những cái lối đi gập ghềnh lắm nha cả nhà. Chú cúng này cũng lội lên đây và nó cũng tìm những cái chỗ cạn nữa đi, và chúng ta cũng đi theo chân nó để tìm những cái nơi tránh những cái nơi sâu, và chúng ta phải bám chắc để không có bị ngã xuống chỗ này hoặc là xuống chỗ quá sâu để ướt hết mình mấy nha. Cả nhà thấy không, nó cũng sợ cái độ sâu đó, nó đi tại nó nhìn ngóng, nó nhường mà đi trước. Chỗ nào nó không có đi xác định tốt thì nó sẽ đi theo chân của chúng ta. Wow, một cái rồi, đi lại đây. Không gian rất là đẹp cho cả nhà chiêm ngưỡng nha. Ở đây thì nó hơi tối cho nên là quay cũng không được sáng lắm cả nhà. Chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ thấy thực tế nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bước vào đây. Khu vực này thì cũng được chạy máy phát điện nha cả nhà. Gần như là những cái chỗ trong cái hang như thế này thì đều có mắc những cái bóng đèn.
người dân họ tự thiết kế, họ chạy máy phát điện để phục vụ cho cái khách tham quan á. Rồi. Ở đây thì có cô dẫn đường nè. Và vừa đi thì cô trong cũng chia sẻ nè. Cho chúng ta lại biết đây. Về một số cái hình tôi ảnh nè, rồi những cái điểm mà nổi bật ở tại khu vực. Và đây cũng là một căn cứ Mosso. Trước đây các chiến sĩ bếp. Cũng, ở đây cũng có bếp lưu trú ở đây, rồi hoạt động những cái hoạt động cách mạng ở đây nữa cả nhà. Chúng ta lại tiếp tục tham quan rất là nhiều nơi trong các cái ở đây thì Nam cũng được biết là cũng có trên dưới 20 mấy cái hang kiểu như thế này, và góc cách nó gần như nó xuyên qua hết cả cái một cái núi Mò So như cả nhà, rất là lớn luôn. Đó, đúng là một cái chương trình phải nói là của từ thiên nhiên thôi, tạo hóa thôi, chứ con người cũng chắc chắn thì cũng không thể làm được như thế này đâu cả nhà. Chúng ta lại tiếp tục lội qua những cái chỗ rất là nhiều nước ở trong đây, mát lạnh thôi. Ở trong đây nó cũng phải nói là nó yên tĩnh cực kỳ luôn, chỉ nghe tiếng nước róc rách thôi cả nhà. Đi ra đây. Đi ra đây nè, đi theo này nè. Rồi, đi tới luôn. Đi qua đây nha, coi chừng lỗ chụp nha. Đi qua đây, qua đây. Đi qua. Vô sát chồng, vô sát chồng, vô sát chồng. Ngay bóng đèn em đó, em đi đây. Đi bằng phẳng, đi hoài đi. Đi thẳng lại đây nè, 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 ở đây có cái mương tí nha. Nè, lại đây. Nè, quay qua đây. Rồi. Xích lại đây một chút. Rồi, rồi, quay vô. Rồi, đi tới luôn nha. Rồi, đây. Hang mà. Này đỡ á. Cặp hàng người ta lên đá dựng nữa thấy không, đi đi lên mà cầu thang không mà cũng xỉu á. Nè, đi đường này lên, đường này qua, đường này qua, tại ở đây là sâu nè, đây là sâu nè, đây là hố, đường này qua. Lúng 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 lúng. Rồi. Cái hang này thủng qua bên kia luôn. Rồi. Rồi đi tới là cao điểm đó. Mà rất là vắt sức nha cả nhà. Chúng ta phải đi lom khom ở dưới những cái hang rất là thấp luôn, có những cái chỗ chúng ta phải gặp người để chúng ta đi qua, chúng ta đi sát vào cái vách núi để chúng ta không bị ngập nước. Phải nói là khu vực này vắt sức kỳ luôn.
Để chúng ta xem nè cả nhà ơi. Đây là những cái nhũ thạch nè. Nam cũng không biết tại sao nó có thể ra được như thế này. Mình chạm vào rất là nhám nha cả nhà. Cực kỳ nhám luôn. Nó chảy từ bên trên xuống một cái loại dung dịch gì đó từ trong núi đó. Có một cái hang rất là sâu sâu ở bên trong nè cả nhà. Và nó chảy ra cái dung dịch này mà nó bám chặt vào đây thì tạo ra những cái nhũ rất là đẹp và rất là óng ánh luôn nha. Thực tế là chúng ta sẽ nhìn thấy rất óng ánh luôn. Cái hang nó không biết ở đâu ra, tự nhiên hay là như thế nào mà Nam thấy nó nhẵn bóng cả nhà. Rồi chúng ta lại tiếp tục đi thôi cả nhà ơi. Đi lâm khơm như thế này thì mỏi lưng cực kỳ luôn. Mà chúng ta phải vừa đi chúng ta vừa bám vào những núi. Phải nói là một cái trải nghiệm rất là thú vị cả nhà. Vô đây, cái hang trong đây. Ngọn núi này chúng ta đi thì tham quan hết các ngóc ngách thì chúng phải mất hết cả ngày luôn. Chúng ta chỉ đi xuyên qua thôi, đi sơ lược qua thôi đó. Những cái chỗ nào đẹp nhất thì Nam muốn chia sẻ với cả nhà thôi chứ. Chúng ta không thể nào mà ở trong đây cả nhà thấy không? Có cái những cái hang luồn luồn ở trong đó, mình không biết là có sinh vật gì ở sinh sống hay không cả nhà. Đây là chúng ta sẽ thấy những cái nhũ này cả nhà. Đây là cũng lần đầu tiên Nam được thấy những cái nhũ thạch đó. Nó chảy từ bên trên trong cái lòng núi, nó chảy xuống và nó tạo thành những cái hình thể rất là đẹp. Cả nhà thấy không? Đó. Rất là nhiều màu sắc nha. Tuyệt đẹp luôn. Thực tế là chúng ta sẽ nhìn thấy đẹp hơn như hơn mình quay rất là nhiều nha. Bông nó khóc hả? Vào đây thì anh chị để tham quan cái thú vị hơn là chúng ta đem theo đi tới đây quay này. Chúng ta mở đèn lát hoặc là chúng đây ta nè, lại đây đứng tốt đây quay nhũ đẹp lắm nè. Cả nhà này còn xa lắm, chúng ta mới ra tới bên ngoài nha. Chúng ta đi lơm khơm ở dưới đây đây. Có chỗ là sâu, rất là sâu, cũng phải cả một mét mấy nước à. Có chỗ thì cạn, nhưng mà chúng ta phải đi bám vào những cái thành hang ở bên sâu để cho đó, nó cạn, cao không có ướt hết mình nha. Thì cô Hoa đi bên trước đây, đi thẳng lại. Một chút xíu thì cô Hoa cũng chia sẻ rồi, giúp ta đi cái đoạn này cho đứng nó ngay an đây. Toàn hơn. Đứng ngay đây quay cái chọc đây nè. Nó cao nhiều luôn. Trời ơi mệt, quá mệt trong cái nhà. Rồi, đứng đây hôm nè. Qua thì Nam đã leo nè. Chinh phục núi đá dựng rồi. Tới hôm nay thì tới khu vực này. Đây, cô đã chia sẻ với chúng ta những cái nhũ thạch từ bên trên nè. Có rất là nhiều màu sắc nha cả nhà. Khóc khóc bông, khóc có những đoạn chúng ta nhìn thấy bầu trời luôn. Có như là nó rộng lên tới trên luôn đó cả nhà. Trong những cái hang này thì Nam cũng không biết là có sinh vật gì đó sinh sống hay không. Nhưng mà con người chúng ta đến đây thường xuyên đuôi tới rất là đông thì chắc Nam nghĩ cũng không có thể thấy xuất hiện được điều gì đó cả nhà. Có cả nhà thấy không? Có những cái hang tròn xe luôn. Đi sâu thăm thẳm vào bên trong y như là dù con người ta mình khoan vào đó. Nhưng mà nhìn thì có vẻ là cũng không phải. Tự nhiên thôi, tự nhiên hết đó cả nhà. Ở đây suối này thì thi thoảng thì cũng có cá và tép nha cả nhà, và nó cũng đi từ bên ngoài vào á. Đây là những cái nhũ thạch nè. Tuyệt đẹp luôn cả nhà ơi. Cả nhà có về Hà Tiên thì chúng ta tham quan núi Mò Sò, núi Đa Dựng, chùa Hang. Những cái nơi mà chúng ta không thể thiếu trong cái chuyến du lịch tại Hà Tiên nhé. Cả nhà thấy không? Những cái hàng núi sâu thẳm bên trong và bên ngoài thì rất là nhiều nhũ thạch luôn. Có những cái đoạn nhũ thạch rất là đẹp. Nam cũng sẽ chia sẻ tiếp cho cả nhà trong suốt cuộc hành trình ở đây nhé. Bỏ khẩu trang thì tay tùm lum. Chúng ta đi tới đoạn này thì tầm khoảng một nửa thôi. Nửa của cái hang mà chúng ta xuyên qua. Cái chỗ này là nơi là hiểm trở nhất này. Bước xuống đây. Trong đây Nam thấy người ta cũng có thờ cúng đó nha cả nhà. Người ta đặt những cái bàn thờ nhỏ nhỏ thờ cúng ở trong đây. Hai chúng ta thấy không? Chú cúng rất là dễ thương, gần như là đồng hành chúng ta suốt cái đoạn đường này. Đây nè cả nhà. Trời
Chó quà. À, nhũ thạch rất là đẹp luôn. Rồi quay qua đây. Nè đi qua đây, quay lại đây nè, đẹp lắm. Rồi, một kiệt tác của thiên nhiên nha cả nhà. Chúng ta đến đây thì chúng ta đừng quên tham quan núi Mò Soi nha. Quá đẹp luôn. Không có uổng công gì chúng ta lặn lội vào trong tận trong đây nha. Trong đây chúng ta thấy có dơi nha cả nhà. Thỉnh thoảng có nhiều con bay tới bay lui nha. Có một cái khu vực thì nó tập trung rất là nhiều, ở đây thì không nhiều lắm đâu. Tại vì ở đây nó có mắt đèn á, cho nên là nó cũng không có trú ở khu vực này. Con kia không có được đi. Rồi tắt đèn rồi đó. Ố không, chưa. Ở đây tại vì ở đây tắt rồi. Nhắc tép hết trơn. Gấu đi ngoài trước đi. Con gấu. Gấu à, gấu. Đi là gấu. Nè. Bước qua đây coi chừng, đi vòng đây coi chừng sụp. Đứng theo cho đưa chỗ con gấu đó. Mò mò cái đường đi, hơi khó chút. Rồi ra ngoài nha. Đầu mình ra dạ. Má mà dậy đầy mặt thôi, không còn hang nữa nha. Đứng ngay chỗ này quay hai bậc hang nữa. Cuối cùng thì chúng ta đã ra tới miệng hang rồi cả nhà. Chúng ta phải chui xuống cái phần cái chỗ cái hang này nó rất là thấp nè. Chúng ta phải gặp người để chúng ta chui ra bên ngoài. Rất là mệt cả nhà. Thật sự là vất sức cả nhà. Đây, chúng ta phải chui gần như sát đất luôn. Chúng ta đã chui qua được cái hang ở chỗ này thì chúng ta ra bên ngoài. Phải nói là cực kỳ mệt. Cả nhà sẽ có những cái trải nghiệm thú vị tại núi Mò Soi nha cả nhà. Đây, giờ chúng ta nhìn lại bên trong, chúng ta thấy không, rất là thấp nha, chúng ta phải gần gặp người để chúng ta chùm ra. À, đây là bên ngoài chỗ hang Mò Soi đây, các rễ cây bám xuống gần như là phủ hết cái lối vào nha cả nhà. Đây thì chắc chắn người dân ở đây họ cũng phải dọn dẹp để chúng ta mới có thể đi ra vào trong những cái hang này nó thuận lợi hơn. Chúng ta lại cùng theo bước chân con me vào trong khu vực khác của núi Mò Soi nha cả nhà. Mình vô hang đó luôn hả chị? Chó đi trước đi, gấu đi trước đi, gấu đi thám hiểm đi, gấu có gấu theo là an tâm á. Ừ, vô đây gấu. Bấm thêm nút nữa được không? Nói cái này thì có đèn pin của cái này nó ok. Dơi gì đó, rất là
Thi hả chị? Cái hình bác. Và chúng ta cũng lại tiếp tục đi tham quan quanh núi Mò Sò. Đây là khu vực bên ngoài, chúng ta có thể nhìn thấy bao quát hơn. Thì cũng có cái đường đi dân sinh hay cả nhà khu vực này. Và thỉnh thoảng thì cũng có những cái hang mà chúng ta có thể đi vào bên trong để chúng ta tham quan nhé. À, cả nhà thấy không? Hoàn toàn tự nhiên nha. Ngóc ngách nè, rồi nó luồn luồn đi qua, nó gần như xuyên qua các cái hang hết cả nhà. Tối thui luôn cả nhà ơi, không thấy cái gì cả. Bên kia là cái lối ra đây cả nhà. Nó đi vòng qua. Chúng ta tham quan ở trong đây. Đó. Có những cái chỗ rất là chật hẹp luôn nha cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không? Dơi rất là nhiều, bay tới bay lui luôn. Tại vì lên trên có những cái hốc đá đó, nó có thể trú trên đó, cho nên là trong đây dơi rất là nhiều. Và ở đây thì họ cũng khai thác phân dơi để bán trồng cây nha. Đây là một cái loại phân rất là tốt cho cây trồng nha cả nhà. Nó tạo ra những cái hang và những cái phiến đá rỗng ruột ở trong này. Giống như cái chỗ mà cái hang này chúng ta thấy không, có tạo ra những cái chỗ chúng ta có thể ngồi được trên đây. Nam cũng không hiểu tại sao nó tạo ra những cái hang như thế này. Theo cô chia sẻ thì do trước đây là khu vực này là biển xâm nhập vào đó cả nhà, nên nó nước nó xói mòn vào, rồi có cả cá sấu, rồi có một số loài động vật sinh sống trong đây, rồi nó cứ đi tới lui hay sao đó, rồi nó có thể làm nó tạo ra những cái lối đi như thế này. Tại trước đây khu vực này là biển xâm thực vào tới đây luôn nhé. Các nhà thấy không, có những cái hang rất là lạ luôn, không biết là nó được tạo ra như thế nào đó cả nhà, nó cũng chưa có thông tin nữa. Anh chị nào biết thì để lại thông tin cho mọi người cùng biết nhé.
không? Gấu gấu, vô gấu. Rỗng chân vô gốc nè, có đồng hành gấu nè. Cái gấu ơi, gấu ơi, cái này đi xuyên qua kia luôn hả chị? Gấu ơi, đi vô gấu rồi, gấu gấu. Ồ, tối dữ vậy đó hả? Đuổi lắm rồi. Gấu gấu, vô gấu. Bạn đồng hành gấu. Ở này Vinh nhúc đùa nha.
à. Xuyên quá. Ở nhà với Nam thì cùng với cô Hoa được tham quan núi Mo So, và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục tham quan với ngọn núi khác. Ở trong khu vực này thì cũng đã được tạo những cái lối đi và được mái đèn thắp sáng lung linh cả khu vực luôn. Ở đây trước đây thì khu vực này thì được người dân khai thác làm mỏ quấy ở nhà, nhưng qua dịch bây giờ thì gần như là họ đã đóng hết rồi, nên là khu vực này sẽ mở máy phát điện cho chúng ta tham quan. Cả nhà cùng với anh em xem tiếp vào video tiếp kế tiếp nha. Bây giờ thì em xin dừng chân nghỉ một chút và tiếp tục tham quan cái ngọn núi thứ hai cho cả nhà xem. Cả nhà cũng đừng quên subscribe kênh của Nam nha. Xin trân trọng và hẹn gặp lại vào video clip tiếp theo nha. Xin trân trọng kính chào. Bye bye.